Xã hội hỗn loạn. Ban Phật hành ngày 1 tháng 7 năm 1982. Ninh vị trì thời khuyển, bất tác loạn thế nhân. Nghĩa là thà làm chó thời bình, không làm người thời loạn. Câu này nói rằng là một con chó trong thời bình so với làm người trong thời loạn lạc thì làm chó còn tốt hơn. Thời thái bình thì không có chiến tranh loạn lạc, cũng không có kẻ trộm cắp cường đạo, cho nên chó không cần phải chú ý lo giữ cửa, nó hết sức thanh nhàn ngồi coi nhà. Xong đến thời loạn thì nhà nào cũng gài then sắt khóa cửa, rồi phải nuôi nhiều chó, người giàu thì lại thuê người gác cổng. Tuy phòng thủ nghiêm mật, song người ở trong nhà vẫn vô cùng sợ sệt, như phải đi trên mặt băng mỏng hay như rớt vào hố thẳm vậy. Thế giới đầy khủng bố như vậy thì làm người không có ý nghĩa gì mấy, cho nên cổ nhân nói rằng ninh vi trị thời khuyển, bất tác loạn thế nhân. Lại nữa, con người ở đời đa số ưa điên đảo thị phi, cho điều đúng là sai, cho điều sai là đúng. Hiếu thuận là con đường chính đáng mà con người phải theo, song ít ai chịu làm. Ngược lại, bất hiếu, cãi cha mắng mẹ thì lại cho là có bản lĩnh cao cường. Các vị coi thế giới hỗn loạn đến độ như thế nào? Giản dị mà nói, nhân vị chẳng còn nữa. Hãy xem ông Tổng thống Ronald Reagan, vài năm trước đây ông bị người ta hành thích, bắn trúng mấy phát. Người bên cạnh ông cũng bị trúng thương, song hung thủ thì tòa án phán rằng vô tội. Ám sát Tổng thống mà vô tội thì chẳng phải là cổ võ cho người khác phạm pháp sao? Chẳng phải là cổ võ người ta khinh thường pháp luật sao? Tôi thật chẳng hiểu nổi. Song tóm lại, đó là một chuyện hết sức khác thường. Nếu hung thủ không bị trừng phạt vì y có bệnh thần kinh, thì cũng không nên phóng thích để y được tiêu dao tự do như hiện tại. Nay thì y mặc nhiên được phóng thích là vô tội, như thế không phải là kỳ quái sao? Lại nữa, trong thời gian gần đây ở Cựu Kim Sơn có hơn 300.000 người đồng tính luyến ái biểu tình thị uy. Những người đó già, trẻ, lớn, bé đều là thứ yêu ma quỷ quái xuất hiện phá rối, khiến người ta điên đảo hồ đồ, lấy đúng làm sai, lấy sai làm đúng, lấy đen làm trắng, lấy trắng làm đen. Các vị thấy bọn họ giống như người, nhưng thực ra họ là thứ yêu ma quỷ quái tới thế giới này để nhiễu loạn trật tự bình thường của xã hội. Đã vậy, những kẻ không có tri thức còn cho hành động của họ là hợp pháp nữa. Các vị coi có thật đáng thương xót tăng, thật là loạn đến cực điểm. Thời đại này thật là đáng thương cảm vậy. Đối với những kẻ không có tri thức thì cố nhiên chẳng hiểu được chuyện này, nhưng nếu các vị có lòng vì chính nghĩa thì nhất định các vị sẽ đau khổ đến phải khóc lên và tuyệt thực 3 ngày vậy. Hiệu lệnh nhân ngày quốc khánh nước Mỹ. Vạn Phật hành trưa ngày 4 tháng 7 năm 1982. Hôm nay là ngày quốc khánh của nước Mỹ, kỷ niệm ngày kiến quốc. Đất nước có ngày kỷ niệm thì con người cũng có ngày kỷ niệm. Thế nào là ngày kỷ niệm của mỗi người? Tức là khi chân chính làm người Phật tử, mình nhớ lại xem đối với Phật giáo mình đã làm được gì rồi, mình đã có cống hiến nhiều ít, rằng Phật giáo hộ trì mình hay là mình hộ trì Phật giáo. Nếu như Phật giáo hộ trì mình thì mình phải làm gì để báo đáp ân Phật. Nếu như mình hộ trì Phật giáo thì mình phải hỏi coi mình đã ra sức, ra lực tới đâu rồi. Trong tâm có còn những thứ cặn bã hay chăng, rằng đầu óc tư tưởng mình có còn vẩn đục hay không, rằng mình đã làm gì để bảo vệ Phật giáo. Xét rõ những vấn đề đó rồi thì hãy coi thử mình có thật là tín đồ chân chính của Phật giáo hay không, rằng mình có chân chính ủng hộ Phật giáo hay không. Vạn Phật thành là đạo tràng căn bản để kiến lập Phật giáo ở Tây Phương, là chỗ bắt nguồn của Phật giáo thế giới và cũng là chỗ trở về của Phật giáo thế giới. Không những thế, Vạn Phật thành còn là nơi trở về của tất cả các tôn giáo khác nữa. Bất luận tôn giáo nào tới Vạn Phật thành nghiên cứu Phật học cũng đều được hoan nghênh. Vạn Phật thành là của tất cả mọi người, là của tất cả chư vị Bồ Tát
của tất cả chư vị hiền thánh tăng, A-la-hán, bích chi Phật. Vạn Phật hành là của mọi thiện nam tín nữ. Nếu là một phần tử của Phật giáo thì nhất định phải ủng hộ và không để cho ai phá hoại vạn Phật hành được. Trong quá khứ, Ngài Hộ Pháp Di Đà với Ngài Già Lam chỉ đứng bên ngoài quan sát vạn Phật hành, coi thử tôi là một kẻ chẳng có tài cán gì làm thế nào mà kiến lập đạo tràng. Các ngài không biết rằng đạo tràng có thể kiến lập được hay chăng? Nay thì tôi phải nói với Ngài Hộ Pháp Di Đà và Ngài Bồ Tát Già Lam rằng các ngài không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Các ngài phải tận lực hộ pháp, tận lực làm tròn trách nhiệm ủng hộ vạn Phật hành. Có vạn Phật thành thì có Phật giáo, nếu vạn Phật thành bị tiêu diệt thì Phật giáo cũng chẳng còn. Phật giáo Á Châu đã sinh ra ung thư rồi, khó thể trị lành được. Còn ở Mỹ, Phật giáo đang bắt đầu sinh trưởng nên mọi thứ đều cần phải dùng chánh pháp. Các ngài Hộ Pháp Di Đà và Già Lam, ở nơi đạo tràng của chính pháp mà các ngài không tận tâm kiệt lực ủng hộ thì các ngài không xứng đáng gọi là Hộ Pháp Di Đà, cũng không đủ tư cách làm ngài Già Lam. Bởi vì những điều các ngài đã làm và những nguyện các ngài đã phát khi xưa hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Do đó, bây giờ tôi mới rõ cho hai ngài biết rằng vạn Phật thành đã được kiến lập. Các ngài phải mau mau đảm nhận trách nhiệm hộ trì chánh pháp. Phàm là thiên ma, ngoại đạo, yêu tinh, quỷ quái, các ngài không được để cho chúng tới nhiễu loạn vạn Phật thành. Ma quỷ lại cũng được, song cũng không thể làm sóng gió. Không được phá loạn quy củ của vạn Phật hành. Trong 10 pháp giới thì Phật ở đây trụ trì đạo tràng, còn 9 pháp giới khác bao quát tất cả các loại thiên ma ngoại đạo đều phải ủng hộ vạn Phật hành. Từ đây về sau không ai được phép ở vạn Phật hành mà chẳng giữ quy củ. Mọi người ở đây phải hết sức giữ gìn giới luật. Bọn thiên ma ngoại đạo mà tới đây tối thiểu cũng không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói láo, cũng không được uống rượu, hút thuốc. Bất luật là người xuất gia, là kẻ tại gia, là người, là quỷ, là tiên hay là súc sinh, đều phải nghiêm chỉnh tuân theo quy củ của vạn Phật thành, không được giải đãi. Om ha ha ha, Om Sammo Di So Ha.